Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Test Âm Thanh của Tiến Dũng Audio, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2019, cửa hàng Tiến Dũng vừa về một siêu phẩm loa của hãng Beuner. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây là mẫu loa Beuner HBM1500, siêu phẩm của hãng Beuner, được sản xuất vào những năm khoảng 1978-1980, và cặp loa vừa về ngày hôm nay từ nửa vòng trái đất. Với mẫu loa này có cấu hình rất lớn và vóc dáng rất độc đáo, kiểu dáng độc đáo và đặc biệt là rất ít gặp trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng cận cảnh để giới thiệu đến anh em về mẫu loa này. Trước mắt quý vị là mẫu loa Beuner HBM1500 của thương hiệu Beuner Nhật Bản, sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1978-1980. Và cặp loa này có cấu hình cũng như kích thước rất lớn. Cặp loa được chia ra làm hai phần, phần thùng loa phía dưới và phần e-căng phía trên. Nó có hai e-căng và hai phần thùng loa khá độc lập với nhau. Ở phía trên của mẫu loa này là một miếng kính cường lực với mục đích trang trí và khoe ra cái super jet nằm phía trong đây. Bây giờ tôi sẽ mở cái căng ra để anh em có dịp chiêm ngưỡng. Đây là cái căng của loa, và phía trên của cái căng đó là một miếng kính cường lực. Trước mắt quý vị là phần trên của mẫu loa HBM1500 của Nhật. Và đây là e-căng ở phía dưới. HBM1500 của hãng Pioneer Nhật Bản. Đây là tổng thể của mẫu loa HBM1500. Loa có kích thước rất lớn. Phần thùng được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ màu vàng, có các vân gỗ rất đẹp mắt. Loa sử dụng 4 đường tiếng, 4 way. Phía trên cùng anh em đang thấy đó là một loa super jet. Chúng ta nhìn thấy nó trong suốt như một khối pha lê, có các rãnh ở trong đây, với mục đích tán âm đến nhiều hướng hơn. Super jet của Beuner HBM1500. Đây là super jet đa hướng. Chúng ta có thể ngồi ở chỗ nào trong căn phòng cũng nghe được tiếng jet rất lung linh. Một super jet rất độc đáo. Và phía dưới này đó là một mẫu loa, một cái loa jet của Beuner, dạng mặt cắt phay nhôm và có màng bằng giấy. Và phía bên đây đó là một loa mic. Loa mic có kích thước 12,5cm, và kiềng của loa mic cũng là một miếng nhôm phay rất cầu kỳ. Ở trên đây có các đường sọc nhôm rất đẹp. Và phía dưới cùng, hãng đã sử dụng một loa bass 40cm, màng giấy màu xám gần mút. Cặp loa có 4 đường tiếng, 4 loa. Loa có công suất maximum power 260W, công suất danh định 125W, trở kháng 6,3 ohm, và độ nhạy của loa là 92,5 decibel. Cặp loa có kích thước chiều ngang 45cm, chiều sâu của loa là 32cm, chiều cao của loa là 1m, và trọng lượng của một thùng loa này là 36,5 kg. Loa có cấu hình kích thước rất lớn. Và đây là cái loa bên đây. Cặp loa vừa về ngày hôm nay từ nửa vòng trái đất. Tôi sẽ mở luôn e căng này ra. Các tuyến loa đều màu rất đẹp, thùng gỗ lạ. Đặc biệt đó là super jet trong suốt như một khối pha lê phía trên.
Ở đây chúng ta thấy có hai nút crossover, hai nút chỉnh. Một bên là hãng đề mid range, chúng ta có thể thêm bớt tiếng trung. Và phía bên đây đó là high range, chúng ta có thể thêm bớt tiếng chép. Thường chúng ta để ở vị trí số 0, HBM 1500. Cặp loa chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm đến tiết tấu vừa và tiết tấu khá nhanh. Âm thanh mạnh mẽ, tiếng sáng, rõ, bass uy lực. Với mẫu loa này, anh em có thể trang bị cho các không gian tầm trên dưới 50m2. Âm thanh rất mạnh mẽ, rất thoải mái. Về việc phối ghép, chúng ta có thể ghép vào các dòng âm ly tầm như Lussmann 309V, tầm như Bühner SX1050, 1250, tầm như Sansui các dòng 8080, 9090dB, hay các dòng G8000, G9000, G8700dB, vân vân. Đây là một số gợi ý về vấn đề phối ghép để anh em tiện tham khảo. Cặp loa Bühner HBM1500 có giá 41 triệu. Và ngày hôm nay tôi ghép cặp loa này với bộ rebound cũng vừa về, thương hiệu Lussmann đến từ Nhật Bản. Bộ rebound có chiếc rề model C350, Lussmann C350. Và phần công suất đó là chiếc bao M2000. Đây là những model rất nổi tiếng, được nhiều anh em yêu âm thanh trên toàn quốc quan tâm. Chiếc bao được chế tạo phần mặt tiền có hai đồng hồ VU và phía dưới có hai đèn tia dạng đèn LED. Đây là hai nút volume. Tổng thể của máy này là mặt nhôm phai và phía bên ngoài trang trí bằng vỏ gỗ lạ sang trọng. Chiếc bao sử dụng 8 sò sắt và chiếc rề được giáp tay toàn bộ. Bộ hai thiết bị của Lussmann cho âm thanh rất tốt. Chúng ta có thể ghép vào các dòng loa JBL tầm như L112, L100 Century, các dòng như 4425, 4425 MK2 hoặc các dòng Bühner HBM100, HBM150, HBM1500, vân vân. Tất cả đều cho âm thanh rất tốt. Bộ rebound của hãng Lussmann model C350 và M2000 có giá 28.500.000. Anh em quan tâm sản phẩm nào, xin mời liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc qua bộ hai thiết bị. Chiếc âm ly bộ rebound Lussmann và cặp loa Bühner HBM1500. Xin mời anh em cùng thưởng thức.
share. You left me to dream all alone. Pretending that you're still around. Đó là những thanh âm rất tuyệt vời của bộ hai thiết bị Rebound Luxma và loa Beuner HBM-1500. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt.